Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 25 tháng 12. Kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm qua, ngày 24 tháng 12, thì đội tuyển Lào đã có tiếp tục một thất bại với tỷ số 0-5 trước đội tuyển Malaysia. Và đây là cái kết quả mà có lẽ rằng rất nhiều các chuyên gia, rồi các cổ động viên họ cũng đã dự đoán từ trước. Bởi thực tế là đội tuyển Lào mang sang giải đấu lần này toàn những cầu thủ trẻ thôi. Và với sức mạnh mà những đối thủ khác vượt trội so với đội tuyển Lào, thì đội tuyển Lào nhận một thất bại có thể nói rằng khá nặng nề nữa trước đội tuyển Malaysia là một điều đã dự đoán từ trước rồi. Thực tế hiện nay thì đội tuyển Malaysia họ vẫn cho thấy được rằng đang có một sự quyết tâm lớn. Và vừa qua một trận đấu mà họ đã có được một chiến thắng có thể nói rằng là áp đảo. Và với chiến thắng vừa qua thì đội tuyển Malaysia họ đang tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu bảng với 6 điểm. Và trong trận đấu tiếp theo nữa thì họ sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam. Và nếu bất cứ một đội bóng nào có được một kết quả tích cực ở trong trận đấu này thì cơ hội tiến tới vào bán kết là sáng cửa rất lớn và gần như chắc chắn là sẽ có mặt trong trận bán kết rồi. Vừa qua thì đội tuyển Lào đã có một trận đấu có thể coi rằng là khá khó khăn, bởi như đã nói họ có quá nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm, và thứ hai nữa vấn đề về mặt thể lực vẫn là vấn đề rất lớn dành cho đội tuyển Lào. Hiệp 1 thì chúng tôi thấy rằng là họ vẫn đang cố gắng gượng để mà làm sao chống trả được những đợt tấn công như vũ bão của Malaysia. Thế nhưng cuối cùng sang hiệp 2, khi mà vấn đề về mặt thể lực đi xuống và cái kinh nghiệm không có thì đội tuyển Lào dễ dàng phải nhận những bàn thua. Thế nhưng sau khi trận đấu kết thúc thì một cầu thủ có biệt danh đó là Messi Lào thì lại tin tưởng rằng là đội tuyển Lào đã có được những kinh nghiệm rất quý báu để hướng đến SEA Games vào năm sau. Bên cạnh đó thì Messi Lào cũng đã bất ngờ lại gửi đến lời chúc mừng đến đội tuyển Việt Nam. Và anh mong rằng là đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tốt, đánh bại Malaysia để thẳng tiến đến trận bán kết. Đó là một trong những cái phát biểu rất đặc biệt của Messi Lào mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn. Thực sự đó là những điều rất là bất ngờ, rất tuyệt vời giữa người hai anh em Lào. Vừa qua thì Lào mặc dù đã bị thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-5, thậm chí trước đó còn thua Việt Nam với tỷ số 0-6. Thì rất nhiều các cổ động viên Việt Nam của chúng ta đã tỏ ra khá là buồn và cũng đã gửi những lời chúc đến đội tuyển Lào, hy vọng rằng họ sẽ vượt qua được những trận đấu khó khăn như thế này và hướng đến vào năm 2023 khi mà SEA Games được tổ chức. Và cũng xin chúc cho Lào với những kinh nghiệm họ có được thì tôi tin rằng năm sau họ vẫn sẽ là một đội bóng rất đáng xem ở tại SEA Games 32 mà thôi. Thế nhưng ngay sau khi có những phát biểu tới từ Messi của Lào thì huấn luyện trưởng của đội tuyển Malaysia đã có những phát biểu rất là ngầu nghênh. Và bên cạnh đó thì báo chí của Indonesia lại khẳng định rằng Tây Bắc đang run rẩy trước đội tuyển Malaysia. Hiện nay thì báo chí của Indonesia họ cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đang rất lo lắng trước thềm trận đấu với Malaysia tại lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup 2022. Sau chiến thắng trước đội tuyển Lào thì vừa qua đội tuyển của chúng ta như được biết chúng ta đã về nước để chúng ta chuẩn bị cho trận so tài với đội tuyển Malaysia tại lượt trận thứ 3 của bảng B. Và đương nhiên đây là một trận đấu được đánh giá là khó khăn nhất dành cho đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng của kỳ AFF Cup 2022. Và thực tế thì với các đối thủ còn lại cũng không phải là một đối thủ quá lớn, quá khó dành cho đội tuyển Việt Nam. Và có điều với rất nhiều các chuyên gia cũng như chắc chắn quý vị và bạn cũng đều đánh giá Malaysia sẽ là đối thủ xứng tầm nhất dành cho đội tuyển Việt Nam ở tại bảng B. Và trước cuộc đọ sức này thì tờ Indosport cho rằng Tây Bắc đang rất lo lắng, sợ hãi, stress và đang rất căng thẳng khi mà có đoạn viết như thế này. Huấn luyện viên Park Hang-seo bị stress, ông ấy thừa nhận gặp căng thẳng và hồi hộp trước khi mà thi đấu với Malaysia ở lượt trận thứ 3 bảng B AFF Cup. Ở lượt đấu đầu tiên thì Malaysia thắng Myanmar với tỷ số 1-0, trong khi đó Việt Nam thắng đậu Lào đến tận 6-0. Dù vậy trước cuộc đọ sức thì huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận rằng ông ta đang bị stress, tim đập thình thịch, tim đập chân run. Đó là những gì mà tờ báo của Indonesia có viết về huấn luyện viên Park Hang-seo. Và tờ Indosport cũng dẫn lại lời của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trước trận đấu ra quân tại AFF Cup 2022 để làm một dẫn chứng rằng trong lúc làm công tác huấn luyện tôi thường xuyên bị căng thẳng, đau tim và cảm thấy khá mệt mỏi. Những trận đấu đầu tiên của giải đấu luôn là rất khó khăn. Dù vậy trong vai trò là huấn luyện trưởng, tôi luôn thúc giục các học trò của mình nỗ lực hết sức, đồng thời chuẩn bị cho nhiều phương án và nhiều tình huống khác nhau ở trên sân. Đó là những gì mà tờ báo của Indonesia tiếp tục châm chọc đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Tờ Indosport cũng tiết lộ thêm là dù ông Park đang rất mệt mỏi, thế nhưng ông ấy lại rất giỏi trong cái việc là tự nhận áp lực về phía bản thân của mình để tránh tạo gánh nặng dành cho các cầu thủ. Và đây là những phát biểu tôi nghĩ rằng thực sự tuyệt vời, chính xác. Và để nói về huấn luyện viên Park Hang-seo thì thầy vẫn thường nói như vậy thôi.
Thầy luôn luôn nói rằng có những thời điểm thầy rất căng thẳng. Thế nhưng mọi thứ thì cũng không phải gì vấn đề gì quá lớn đối với Hurricane Passer cả. Và tôi nghĩ rằng trận đấu với Malaysia thì thầy Park cũng chẳng có gì phải quá lo lắng. Hãy nhớ rằng thầy đã nói thẳng với những học trò của mình rằng là đừng có quá áp lực vì nghĩ rằng đây là mùa giải cuối cùng của tôi đối với đội tuyển Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng với một người thầy quá kinh nghiệm với bóng đá của Việt Nam, với những trận chiến với các đội bóng tại Đông Nam Á và đặc biệt là với Malaysia, thì tôi tin rằng chẳng có gì mà thầy phải stress, chẳng có gì mà thầy phải run rẩy trước đội tuyển Malaysia cả. Và đặc biệt thì cũng có một phát biểu thực sự vô cùng hùng hồn đến từ huấn luyện trưởng của đội tuyển Malaysia, đó là ông Kim Pan-won. Ông này khẳng định rằng đã có chiến lược để hạ đội tuyển Việt Nam để có thể tiến tới vòng bán kết của kỳ AFF Cup 2022. Ông này có một cái chia sẻ khi được hỏi về đối thủ, đó là đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba vòng loại AFF Cup 2022, rằng chúng tôi đã có kế hoạch để đánh bại họ. Như được biết thì vừa qua Malaysia họ cũng đã có một chiến thắng tưng bừng với tỷ số 5-0 trước đội tuyển Lào. Và mặc dù thắng Lào với tỷ số rất đậm như vậy thì ông Kim Pan-won lại nói rằng là ông ta chưa hài lòng với những cầu thủ của Malaysia. Và theo nhà cầm quân người Hàn Quốc này thì đáng lẽ ra thì Malaysia phải thắng cách biệt với một tỷ số đậm hơn nhiều, 7-0, 8-0, thậm chí là 10-0. Ông ấy nói rằng: "Tôi hạnh phúc khi chứng kiến màn trình diễn của học trò. Họ thể hiện tốt, chứng minh được năng lực. Thì tôi tin rằng đáng ra thì Malaysia có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn." Đội tuyển Malaysia đã rất nỗ lực ở trong hiệp 1, trong bối cảnh đội tuyển Lào họ chơi gắn kết mà không cho chúng tôi nhiều khoảng trống để mà ghi bàn. Ở giờ nghỉ giữa hai hiệp thì tôi khuyến khích những cầu thủ thể hiện nhiều hơn và khai thác những kỹ năng tiềm tàng của mình. Và như được biết thì đội tuyển Malaysia sẽ đối đầu với đội tuyển của chúng ta vào ngày 27 tháng 12 tới đây. Đương nhiên đây sẽ là một trận đấu rất đáng mong chờ của các cổ động viên khắp Đông Nam Á, bởi đó là cuộc chạm trán giữa hai huấn luyện viên người Hàn Quốc, ông Kim Pan-won và huấn luyện viên Park Hang-seo. Hiện nay thì ông Kim Pan-won đã giúp cho Malaysia họ thắng tới tận 9 trận trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Và đương nhiên không thể không kể tới đó chính là chiến thắng trước đội tuyển Malaysia ở Thái Lan tại trận bán kết của King Cup 2022. Thế nhưng hãy nhớ rằng Việt Nam chúng ta đang có một cái thành tích rất tốt trước đội tuyển Malaysia. Thực tế vừa qua trước trận đấu gặp đội tuyển Lào thì tôi vẫn nghĩ rằng là vấn đề lớn nhất của Lào vẫn là vấn đề về mặt thể lực thôi. Bởi chúng ta hãy nhìn xem ở cái hiệp 1 thì Lào đã gây ra khó khăn cho Việt Nam cũng như là Malaysia như thế nào. Thế nhưng sang hiệp 2 khi mà thể lực đi xuống thì họ không còn giữ được cái khoảng cách để dàn ra cố gắng phòng thủ trước các đối thủ mạnh hơn được nữa. Với Malaysia vừa qua rõ ràng họ thực sự là những đường tấn công của họ rất chất lượng, thế nhưng chủ yếu là những đường tấn công biên thôi. Thế nhưng với đội tuyển Việt Nam nếu sử dụng cái cách chơi như vậy thì tôi tin rằng Malaysia cũng sẽ tắt điện thôi. Họ hãy cứ tự tin và tuyên bố như vậy đi. Indonesia đang muốn như là đổ thêm dầu vào lửa đi. Thế nhưng ở nơi đó vẫn còn huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng ta vẫn còn đó những cầu thủ tuyệt vời của bóng đá Việt Nam. Hãy nhớ rằng chúng ta đang là đội bóng hàng đầu tại Đông Nam Á, đang có những kết quả tích cực trước Malaysia. Và tôi nghĩ rằng chính Malaysia mới là những người run sợ trong cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Bởi chúng ta có được lợi thế sân nhà, sân vận động Mỹ Đình với rất nhiều các cổ động viên sẽ đến sân để cổ vũ dành cho đội tuyển, đúng không ạ? Còn quý vị và bạn nhận xét như thế nào với những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tuyển Bóng Đá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tuyển Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.